Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ về vấn đề nội tiết tố. Nội tiết tố ảnh hưởng như thế nào đến sắc diện, đến làn da của các bạn? Nội tiết tố trong y học gọi là hormone. Nội tiết tố là chất nào? Nội tiết tố là một chất hóa học được tiết ra từ một bộ phận, một cơ quan trong cơ thể để thúc đẩy toàn bộ quá trình hoạt động của cơ thể. Ví dụ như tuyến giáp sẽ giúp cho chúng ta minh mẫn hơn, sáng suốt hơn. Học môn của nội tiết tố nữ sẽ giúp cho chúng ta có cái lớp mỡ ở dưới da, có cái phái tính, biểu hiện cái phái tính rõ ràng. Thế thì đối với các bạn nữ, khi có cái biểu hiện nội tiết tố nó mất cân bằng thì bên ngoài các bạn thấy cái gì? Thứ nhất là các bạn thấy có những cái nám sạm, thấy có những nếp nhăn, thấy có sự chảy xệ. Còn bản thân trong cơ thể các bạn cảm nhận được cái gì? Các bạn sẽ thấy mất ngủ nè. Các bạn thấy đau đầu hoặc là đau nửa đầu nè. Có thể các bạn thấy mỏi sau gáy nè. Dễ quên nè. Tính tình thay đổi và có thể đi theo cái hướng cực đoan là cáu gắt hơn. Thậm chí là có thể các bạn cả thay đổi cả về sex nữa. Vậy thì điều trị cái đó sẽ như thế nào? Trong cái vấn đề điều trị thì đầu tiên là các bạn lấy lại cân bằng, tập lại cái thói quen trong cuộc sống. Hôm nay tôi đi mua thực phẩm chức năng để tôi uống bù lại estrogen, hôm nay tôi mua cái gì đó để bù lại cái phần nội tiết tố đã thiếu. Điều đó hoàn toàn sai, bởi vì các bạn cần phải biết cái lượng thiếu hụt đó là chất nào đang thiếu, loại nào đang thiếu thì chúng ta mới bù đúng cách được. Để thực hiện điều đó thì các bạn phải đi đo, giống như là các bạn làm một xét nghiệm thì lúc đó mới biết được là chúng ta đang thiếu hụt cái gì. Một cái điều quan trọng nữa là các bạn bị nám sạm thì khi bắt đầu điều trị ai cũng có thể nói và ai cũng có thể biết là cái nám sạm này là do nội tiết tố. Vậy các bạn tại sao không dùng nội tiết tố để điều trị mà các bạn lại đi sử dụng laser? Cái việc điều trị không đúng nguyên nhân đó nó làm cho cái nám sạm đôi khi còn bùng phát nhiều hơn. Cho nên tôi muốn nhắc lại là trong việc điều trị cái nám sạm da cần phải đi xem coi nội tiết tố của chúng ta đạt ở mức nào, để chúng ta vừa kết hợp điều trị nội tiết tố với lại sử dụng laser thì lúc đó mới mong đem lại một kết quả tốt như mong muốn được. Thế thì nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng mất cân bằng về nội tiết? Thứ nhất là tuổi. Nguyên nhân thứ hai đến nhiều nhất từ cái việc các bạn sử dụng thuốc ngừa thai, mà đặc biệt là dạng ngừa thai khẩn cấp. Điều đó nó làm cho nội tiết tố bị xáo trộn một cách nghiêm trọng. Và chính vì cái điều này, trong một cái xã hội phát triển, các bạn sử dụng thuốc ngừa thai không đúng cách, không đúng bài bản thì nó dẫn đến cái sự thiếu hụt nội tiết tố còn trầm trọng hơn. Và vấn đề thứ ba nữa, tất nhiên đến từ áp lực công việc, từ gia đình, nó làm cho nội tiết tố nó sẽ bị giảm đi. Lấy một ví dụ đơn giản nhé, ngay như các bạn bị stress về công việc thôi thì chu kỳ kinh nó cũng đã thay đổi rồi, và đó là rối loạn nội tiết tố đó các bạn. Trên đây là những cái chia sẻ về vấn đề rối loạn nội tiết tố ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, ảnh hưởng như thế nào đến làn da của chúng ta, cũng như là trong cái việc điều trị cái gì chúng ta đang mắc sai lầm. Thân ái và xin chào tạm biệt các bạn.